ngày 20 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã gửi báo cáo lên Sở Y tế tỉnh về vụ việc một sản phụ nguy kịch và cháu bé tử vong trong quá trình sinh tại bệnh viện này. Theo báo cáo của bệnh viện, lúc 8 giờ ngày 19 tháng 11, sản phụ Hồ Thị M, 27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, được đưa đến bệnh viện huyện Quỳnh Lưu. Tại phòng khám sản, bác sĩ chẩn đoán thai 39 tuần, chuyển sinh và chỉ định làm các xét nghiệm liên quan. Người nhà tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết của cháu bé và diễn biến của sản phụ M. Lúc 9 giờ 8 cùng ngày, các bác sĩ siêu âm và kết quả tiêm thai 131 lần 1 phút, chỉ số ối bình thường, dịch ối không đồng nhất, ngôi thai đầu, tuổi thai 39 tuần 1 ngày, trọng lượng thai 3 kg. 9 giờ 20, sản phụ M được đưa vào khoa sản với chẩn đoán thai 40 tuần, chuyển sinh lần 3. Hai lần sinh trước đẻ thường, lần này sản phụ đau bụng, ra huyết âm đạo. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, bác sĩ của bệnh viện chỉ định cho sản phụ M đẻ chỉ huy. Lúc này sản phụ M tỉnh táo, mạch, huyết áp, nhiệt độ định, tim thai 140 lần 1 phút, cổ tử cung mở 8 cm. Các bác sĩ sau đó dùng thuốc một ống oxytocin 10 uy, dung dịch glucosa 5% truyền vào tĩnh mạch cho sản phụ M. Quá trình này, sản phụ M được bác sĩ theo dõi sát, các chỉ số khác vẫn trong tình trạng bình thường, tim thai 140 lần 1 phút. Người thân đau đớn trước sự việc. Sau khi được tiêm thuốc, cổ tử cung sản phụ mở hết, ố dở, đầu lọt. Lúc 12 giờ 30 cùng ngày, các bác sĩ cho sản phụ rạng đẻ, đầu lọt thấp. Đến 12 giờ 40 cùng ngày, các bác sĩ đo thấy tim thai 110 trừ 140 lần 1 phút. Khi sản phụ đang rạng đẻ thì đột ngột xuất hiện ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức. Mạch cảnh và mạch bẹn của sản phụ không bắt được. Các bác sĩ lập tức cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ, đặt nội khí quản và báo động đỏ cấp cứu toàn diện. Thời điểm này, sản phụ mờ, hôn mê, không có phản xạ, tím tái toàn thân. Đến 12 giờ 55 cùng ngày, các bác sĩ đo thấy tim thai còn và quyết định mổ lấy thai ra khỏi mẹ. Tuy nhiên sau khi lấy thai ra ngoài thì cháu bé ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu thai nhi nhưng không có kết quả. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được bệnh viện và các cơ quan chức năng làm rõ. Đến 14 giờ cùng ngày, các bác sĩ tiến hành mổ cắt tử cung. Sau mổ, sản phụ M vẫn hôn mê và được chuyển lên bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu lúc 16 giờ 50. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sĩ Thành, giám đốc bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cho biết, diễn biến bệnh của sản phụ M rất nhanh. Bước đầu bệnh viện chẩn đoán nguyên nhân là do tắc mạch ối. Liên quan đến sự việc trên, ông Dương Đình Chỉnh, giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, phía sở đã chỉ đạo tập trung cứu chữa cho sản phụ M, đồng thời sớm tìm ra nguyên nhân. Nếu đúng như chuẩn đoán thai nhi ngừng tuần hoàn nghi do tắc mạch ối mà bệnh viện báo cáo thì vô phương cứu chữa, ông Chỉnh nói và cho biết, hiện tại, sản phụ M vẫn đang được cấp cứu, tiên lượng xấu. Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đang lập hội đồng chuyên môn để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc này. Trước đó, rất đông người nhà của sản phụ M tập trung ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu yêu cầu lãnh đạo viện này làm rõ nguyên nhân cái chết của con chị M. Sau ca mổ lấy thai.